trông. Ôi. Em xin phép anh Việt Trai và cả nhà chào tay chào nhá, không chào chân. Chào. Chào tay chào. Trùng trùng lên nhắc cái vụ chào tay cái làm mình nhớ lại mình nó ủa. Thì ra từ nào giờ có cái món chào chân nữa hay sao mà mình không biết. Nay có cái món chào chân hay sao mà hôm nay lại nghe chào tay chào. Nó hài chưa thấy mà thiệt không biết có chào chân không ta. Em đâu thấy ai chào chân đâu, nên bữa nay em cũng học theo ít mấy anh ở bên đó, thì tôi xin phép anh Việt Nam với này bà con cô bác là chào tay chào, chào không chào chân. Thôi gì một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, xong ngồi cái tôi tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi đầu hàng. Thì nó đưa tay lên nhiều quá, anh đưa tay lên nhiều quá. Bây giờ Mỹ người ta rút kinh nghiệm, người ta sản xuất trực thăng, người ta đâu có làm cái càng nữa đâu. Đấy. Làm anh em mình like là đu bám nó khó. Đu bám thấy không, thấy không, thời quan cực khổ quá hả, trời ơi. Thì anh thấy không, bây giờ đấy, hở ra một tí là nó đổ. Và anh là sang Mỹ sau này đúng không, anh cũng ít tuổi hơn những người thành phần như kiểu nó Ngô Kỷ các thứ đúng không. Ôi thế ôi, nhưng mà nếu mà nói... thì đó, thì dạ, nếu mà nói về thành gì? Nếu mà nói về thành công á, chúng ta nói thành công ở trong một cái lĩnh vực rộng nhá. Nếu mà nói về thành công thì em cũng mạn phép một tí, nhận xét riêng về cá nhân anh thôi. Nếu mà nói về thành công theo nghĩa rộng đó, thì theo em nghĩ thì anh cũng chưa phải là thành công trên đất Mỹ. Đúng rồi. Thế nhưng mà nếu mà để nói về cuộc sống mà nó diễn ra một cuộc sống mà nó theo được cái trào lưu và cái môi trường ở Mỹ đó, thì anh hoàn toàn đáp ứng được cái điều đó. Có nghĩa là cũng nhà cửa xe cộ công việc đàng hoàng, chung quy là cũng như các công dân Mỹ bình thường khác. Đúng. Đúng anh? Đúng rồi. Ở đấy. Thế mà cái hộ này nó sang bên đấy. Nó sang bên đấy mấy chục năm nay rồi. Công việc thì chả có. Nhà cửa thì không. Mà em nghe đâu một số thành phần còn bất lực đến nỗi mà vợ con nó bỏ luôn này. Ôi, cái thành phần đó thì nhiều. Ở đấy, vợ con nó bỏ luôn. Bây giờ thử hỏi Trung coi, ở bên Mỹ cái con người ta phải đi làm, đi cài như thế nào, kiếm đồng tiền để chi phí cho đời sống, cuộc sống nó bận rộn như thế. Mà nó ngồi nó cứ mở live nó kêu gào kiểu đó thì vợ con nào chịu nổi. Đấy. Nó không mà nó thế, lấy nồi cơm nó ập lên đầu luôn, rồi nó cầm điện thoại nó quăng ra ngoài đường, nó thế thì mày ra ngoài đường mày ngồi mày live cho đã đi, tao đi kiếm thằng khác cho rồi chứ. Cũng đúng. Chuyện đó là bao la nhiều. Thì anh nghe thấy không? Tóm lại là các cụ nhà mình dạy chưa bao giờ sai. Các cụ bảo rồi, có thực thì mới vực được đạo. Đấy. Có nghĩa là câu này thì mang cái hàm ý rất là rộng. Thế nhưng nói nghĩa hẹp đi một tí đấy. Đấy. Thì bây giờ có thực có nghĩa là gì? Mày cứ lo được cho bản thân mày và gia đình mày đi đã. Đúng rồi đó. Thì mày hãy mày dạy thiên hạ, đúng không? Đấy, thế nhưng mà nó lại chả có công việc thì ổn định cả, suốt ngày lên rêu rao đi chửi chế độ, trong khi bản thân mình thì ở một cái xứ gọi là không cộng sản lãnh đạo, tự do văn minh dân chủ nhân quyền, rồi là trong khi đó là cơ sở hạ tầng này, kiến trúc thượng tầng của Mỹ nó phát triển cách Việt Nam hàng mấy trăm năm. Có nghĩa là khi bọn này nó đặt chân sang Mỹ đó, kể cả như thằng Huy Nguyện sau này cũng vậy thôi. Chúng nó đặt chân sang Mỹ là nó có sẵn cái nền tảng rồi. Có nghĩa là nước Mỹ người ta xây sẵn cho nó một cái nhà biệt thự rồi. Nó chỉ việc làm ăn để nó đóng tiền điện. Đấy, đóng tiền nước, đóng tiền ga, rồi tiền internet, rồi là tiền mua gạo, rồi là tiền cho con nuôi con ăn học thôi. Mà còn làm không được thì anh bảo nó lấy đâu ra cái vực được đạo. Thế thành ra nó lên nó chửi cũng đúng thôi. Thường là những cái thành phần mà nó chửi ấy, thì anh để ý xem. Có cái thành phần nó ra hồn đâu, mình có thành phần định, nó ra người đâu. Mình vừa định nói Trung luôn á, Trung để ý những cái thành phần mà nó lên nó kêu gào hàng ngày, nó kêu gào những thành phần mà có tên tuổi trên mạng xã hội này đó, nhìn thử coi quá khứ của tụi nó như thế nào.
toàn là cái gì đâu không, nó không toàn là cao thủ thứ dữ không, mà nó lên nó dạy, nó dạy người ta giống như là gì đó. Lâu lâu mình vẫn nghe anh chị em hay nói cái thằng homeless không nhà không cửa thì dạy cái thằng chủ nhà cách giữ nhà, cái thằng nghèo mạt riệp không có tiền không vô công rỗi nghề thì dạy cái thằng giàu cách để xài tiền. Nó khổ thế, đụng tới nó thì nó nhảy đừng đựng lên đó. Ở Việt Nam mình người ta gọi là đỉa phải vôi đấy, đỉa phải vôi có nghĩa là con đỉa ở đấy, đấy con đỉa nó bị dính vào cái vôi bột đấy, cái vôi đấy. Thế nên là nó nhảy cờ tưng tưng đây, nó giống như kiểu là mấy con ma cờ tưng ở trong Halloween đấy. Ngày nhảy. Đúng. Ngày hôm qua Việt Rai có lạng một vòng đi làm về, lướt lướt cái thấy ông gì ông Viễn Du, ông mở cái live rồi xong rồi thấy anh gì ta, anh Hạo Nam. Anh Hạo Nam lên cãi nhau với thằng Jackson Bùi. Anh Hạo Nam cãi với thằng Jackson Bùi mà trời ơi, mình ngồi mình cười gần chết. Ông Hạo Nam, ông nói, thằng Jackson Bùi nó cũng có một giọng điệu như vậy thôi. Nó lên nó nói là Việt Nam mình cần phải đa đảng nè, đảng này nhìn đảng kia rình đảng nọ. Nó con chiều đó nó cứ làm hoài. Ông kia ông mới nói đảng cái gì? Vừa rồi Covid nó cũng đây vừa nói Hạo Nam cái ông nhú lên kìa đó, vì Covid nó cũng ăn hết mới cả trăm tỷ đồ này kia nọ. Trời ơi vậy mà mình thấy thằng Jackson Bùi nó nhảy giống y chang Trung nói đĩa phải vôi đó. Quá nó nhảy tê tê lên nó ở đâu có, ở Mỹ làm gì có, ở Mỹ không bao giờ có đó. Có ông Hạo Nam kìa, hỏi ông coi. Việt Ray mình cười gần chết, mình nói xe đó thấy chưa. Không có thành phần như vậy á, nó cũng là thuộc loại trẻ chứ không phải là mình nói nó là già nua không biết không coi sách coi báo được đâu. Nó cũng cỡ tuổi anh em mình á, mà nó cũng một rứa với nhau hết à Trung. Chả biết mẹ nhưng... hay là thấy nó thấy mà nó lại làm lơ. Chào bây giờ nói thì nó dạ chào anh Hạo Nam và cô chú anh chị vào sau nhé. Có nghĩa là bây giờ mà nói thì thực ra em cũng rất là thương anh Việt Rai ạ. Bởi vì sao? Bởi vì như thế này nè, bản thân những cái ông ngày xưa mà ông đu cả ông ra đi ấy, thì đâu phải ông nào cũng quay lại ông chống đâu, nhà nước đâu. Rất rõ ràng nhiều người đi ngày đó nhưng không phải ai người ta cũng quay lại người ta chống nhà nước, ai người ta cũng quay lại người ta nói xấu đảng, đúng không ạ? Thế nhưng chỉ có một cái bộ phận thôi, mà cái bộ phận này chính xác như trong cái lời bài hát đó là gì, toàn cái sứ quân ba que tụt quần ra chen chúc nhau đủ cả, không sai tí nào. Cứ thở ra một tí là nó bảo là ơi Mỹ của tôi, Mỹ nào của các ông, đúng không? Chả có Mỹ nào của các ông hết á, mà ở đây cũng chả ai nói xấu nước Mỹ á. Ở đây là có một câu hỏi của anh Quốc Nguyễn á. Thực ra cái ông Phúc Rồi Chó đấy, trong các cái kênh YouTube người ta hay gọi Phúc Rồi Chó đấy, gọi là ông Phúc ở Phú Bôn Sa đấy. Ông bảo nếu mà nói Mỹ nhận người Việt thì dân Việt Nam đi sang Mỹ hết, đúng không? Cái câu nói của ông là như thế. Thế thì cũng có nhiều người người ta đặt ra câu hỏi rồi. Một, bây giờ nhà nước, đúng không? Nhà nước không có cấm cái vấn đề các anh đi sang Mỹ. Đấy. Thứ hai nữa, Mỹ đó, người ta cũng không làm khó các anh nhập cư vào Mỹ nếu các anh đáp ứng một điều kiện sau đây thôi. Kể cả một trong những điều kiện trước đây những người HO sang Mỹ đó là gì? Chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính. Thử hỏi như trường hợp như của ông chủ của Võng Xếp Duy Lợi này, đúng không? Hay là bây giờ ông Phạm Nhật Vượng chẳng hạn, sang Mỹ nó có nhận không? Nhận quá đi chứ. Những người đó là những người gì có tiền sang để nuôi béo nước Mỹ thì nó nhận ngay. Còn các ông mà thuộc thành phần mà sang Mỹ không làm mà đòi có ăn thì biết con gì không? Chỉ có những con gì, đúng không, mà được con người người ta nuôi đấy.
thì không làm thì quan thôi, cứ chạy lông nhông rồi đến giờ bắt đầu là gọi đấy lại quay về, thế là chủ cho đổi cho tô cơm, cái nó ăn xong 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 lại đi đấy, lại chạy lang thang ngoài đường đấy. Chỉ có cái loại đấy thì không có, không làm có ăn thôi, làm gì có chuyện không làm có ăn, đúng không? Thế thì bây giờ đấy, thử hỏi là bao nhiêu người phần trăm người Việt Nam đi nói xin lỗi, kể cả ngay cả những cái thành phần nhà chống cộng như kiểu Trần Nhật Phong này hay Trương Quốc Huy này, đúng không? Hay là Phúc Rồi Chó này, Phúc Rồi Chó mới đợt vừa rồi này này, hình như về đâu, hình như trước cái đợt Bố Cầm về Việt Nam cũng về thăm quê ở đâu, ở khu vực miền Trung hay ở khu vực Đà Nẵng hay là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó cũng về đó, người nhà vẫn còn đó. Thế ông về ông thăm ai? Phúc Rồi Chó. Không có cả... Phúc Rồi Chó có phải là cái thằng chào Phúc rồi hay lên phố Bôn Sa đó, anh cái tóc muối tiêu đó mà nói xung phong đi Ukraine không chạy mẹ nó đúng, về đúng, Việt đúng, Nam đúng, đúng 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 cái đợt đó đó anh, đúng cái tay đó đó. Rồi biết bây giờ các ông à. Cỡ ông xui người nhà các ông bán hết, bán hết tài sản đi mà sang Mỹ xem người ta có đi không, cái tay đó cũng ba làng, toàn là những cái thành phần mà ăn tục nói phét là giỏi. Em nói với anh nhé, mình ở trong nước nói gì thì nói cũng là gì, cũng là con người của Việt Nam, xuất thân là gốc gác là Việt Nam thì nó khác chứ. Các anh đi ra nước ngoài nói gì nói nó vẫn bị kỳ thị, không thể nào tránh khỏi được, kiểu gì kiểu cũng dính. Mà đặc biệt là một cái đất nước mà kỳ thị chủng tộc như ở Mỹ thì xin thưa là cái tầm như kiểu mấy ông Bôn Sa mà ra đường loạn ngoạn Mỹ trắng nó tát rồi mẹ, không còn giang mà ăn. Nghĩ đừng có nói. Bây giờ các ông nào cứ thử giỏi ra live stream gây sự với một thằng người Mỹ da trắng xem, nó không đấm cho các ông dập mề thôi. Mà bên đó cũng không lo đâu, có bị nó đấm thì vào trong đó là y tế người ta miễn phí hết, lo gì, đúng không? Đúng, thử ra một cái xem nào. Đấy. Thì như mấy ông ở bên Bôn Sa đó, mấy ông chỉ ở trong cái chuồng đó thôi, cái đó nó giống như là một cái chuồng, mấy ông chỉ ở trong cái chuồng đó thôi, chứ còn khi mà mấy ông đi ra khỏi cái chuồng đó rồi á, mấy ông giống y như cái con vịt mà bắt nó ra khỏi cái đàn rồi cái chọi nó ra một cái khoảng đất trống vậy, cái nó cứ cà ngóc cái đầu nó lên, nó giáo giác nó quá giống bị lạc bay vậy á, rồi cái nào ai đi ngang dậm chân cái là nó tẹt nó chạy qua bên kia đó, quá kiểu nó vậy à. Đâu ở trong thấy mỗi lần mà hở cái là biểu tình, hở cái biểu tình ở bên đó không thấy nó đau khổ không, trời ơi, cứ nó cầm cái điện thoại nó chĩa vô mặt ông này, nó cầm điện thoại nó chĩa vô mặt ông kia, nó chửi nhau mà nhìn nó không có ra một cái thể thống gì cả, nhìn nó bẩn bựa mà nó hài. Nhưng mà trong khi đó cái chỗ của mấy ông ở cái thành phố đó, rồi những cái chuyện xảy ra như là bắn nhau hay là những cái chuyện gì đau đau cướp của rồi cái nọ của mấy thằng Mỹ nó làm á, có ông nào dám hó hé đưa cái mỏ ra đâu, mà có ông nào dám cầm cái điện thoại mà đưa ra livestream mà cứ đưa vô mặt nó đứng ra chửi đâu. Thiệt đau khổ. Nhiều khi tiếng Anh tiếng U thì trong cộng đồng thì khè với nhau vậy thôi, chứ ra ngoài rồi quăng tiếng Anh mấy Mỹ nó chả hiểu cái con khỉ mấy ông nói cái gì, còn không thôi nó sáng cho một cái thì răng cỏ bay lẫn lộn, nó đau khổ lắm. Thì đó, lúc nãy anh vừa nhắc tới cái chi tiết mà bảo là ra đường, con vịt nó ra đường nó bị người ta đạp chân cái là nó sợ, nó chạy, nó quang quác. Em nghĩ là có khi là người ta còn cầm gạch người ta chọi cho phát, chứ đừng có nói là dậm chân nó còn đỡ. Thế mấy cái thành phần anh thấy không? À, bên Mỹ tự do nói gì cũng nói. Thế mà ông Nguyễn Quốc Lân ông nói đâu được hai ba câu. Nó lên nó đi biểu tình, nó biểu tình xong rồi nó mang cái điện thoại, nó quay, nó chửi Ngô Kỷ, nó dí vào mặt, nó chửi. Xong okay, rồi chào, bắt đầu chào anh Quốc, chào bạn Quốc nha. Yeah. À, dạ chào anh. Thế thì nó dí điện thoại vào mặt xong bắt đầu nó chửi. Nó chửi là đồ phản quốc. Mà trong khi cùng đu càng với nhau mà nó chửi phản đấy. Quốc, nó thế lạ không? Đồ phản quốc quá, không biết nào phản quốc nào nữa. Không biết tổ quốc là ở đâu nữa. Mà nó ở bên Mỹ mà sao nó sợ nha.
Anh thấy không? Mỹ cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất. Mà nó cứ nghe thấy từ cộng sản thôi là bắt đầu là nó nháo nhác lên, y như kiểu bầy vịt mà bị thả con rắn vào. Bầy gà ở chuồng gà, xong bắt đầu người ta cầm con rắn người ta thả vô. Nó sợ anh hiểu không? Nó sợ, nó nháo nhác, nó nhảy nhào, nhảy dựng lên. Nó giống như kiểu là nói thế nào cho nó đúng nhỉ? Cái hội này nó giống như bị một cái bệnh mà nó không có chữa được. Có nghĩa là hiện nay là y học hiện đại như ở Mỹ là không chữa được. Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ là vậy á. Vượt biển đó anh. Bao nhiêu xa, hy sinh tính mạng. Gia đình có nhiều người bỏ xác chết trên biển cả. Qua tới bên đây rồi, ở một cái nơi kêu là văn minh, tự do ngôn luận, tự do dân chủ thế đấy. Mà nghe ở đâu mà có một thằng nào hay cái gì mà nghe cái gì mà cộng sản hay là ủng hộ Việt Nam một cái là nó giống y như là nó bị bầy ong mà vỡ tổ vậy đó. Úi dồi ôi, nó làm như là ngày mai nó sẽ bị cắt cổ hay sao á. Nó làm kinh lắm. Quá nó biểu tình. Thấy nó đau khổ không? Quá nó sợ tới như vậy á.